bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê mảnh sân lớn này. Ông Rang tận dụng hết thảy cho việc phơi bánh tráng. Với ông, đó không chỉ là công việc điều đặn những ngày giáp Tết, mà còn là câu chuyện giữ nghề của cha ông suốt hơn 70 năm qua. Tại vì cái này mình làm mình thấy mình đam mê đó. Cũng như Tết nhất cái ai cũng ồn làm á, không có tiền cũng phải gắng kiếm tiền vô mua dĩ, mua đồ phải làm á. Dẫu có vào ngày nắng chói chang, mặt sân vẫn rợp bóng vàng phơi, mát rượi từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, ông Rang còn mạnh dạn đầu tư thêm máy tráng bánh. Như vậy đủ để thấy rằng, với nhà ông Rang và bà con nơi đây, mùa Tết này được xem là mùa Tết ấm. Cực chứ vui lắm, tại vì đông, tới năm sáu chị em mặn lại đông vui lắm. Bánh tráng là nghề truyền thống từ xưa đến nay. Đó, là mình cái nghề truyền thống mình theo ông bà cổ tích thời xưa là mình cứ làm hoài tới. Chứ mình đâu có bỏ nghề mình được. Tại mình sống gì nó quen rồi. Bên cạnh những hộ áp dụng khoa học công nghệ như nhà ông Rang, thì vẫn còn một số hộ vẫn giữ cách làm truyền thống. Những chiếc lò cứ thế ngày đêm đỏ lửa, dí như lửa nghề, vẫn cháy trong tiềm thức của bà con nơi đây. Tại vì nghề truyền thống đó, rồi theo đời cha mẹ để lại, rồi làm hoài tới, thấy nó cũng quen rồi. Mình chuẩn bị mình thức sớm nè, phải tranh thủ, mình lãnh là mình phải hứa uy tín rằng mình thức sớm, mình giao bánh cho đủ người ta bán Tết. 2 giờ rưỡi mình làm là tới 4 giờ chiều mình nghỉ là mình dẹp dọn tới 7 giờ tối đó mới xong công việc đó. Gạo là lựa gạo tốt nhất, gạo 504 mùa tháng giêng đó, nó mới được ngon nhất đó. Dẫu cực nhưng vẫn tâm huyết với nghề. Bởi giờ đây, câu chuyện giữ nghề của bà con không chỉ giúp mang về thu nhập cho gia đình, mà còn giúp giải quyết việc làm cho gần 300 lao động. Kinh tế địa phương cũng từ đó mà ngày một phát triển. Nhờ sự gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể đối với nghề thủ công truyền thống của bà con nơi đây. Cái nắng của những ngày cận Tết như thế này thì không quá nhẹ nhàng, cũng chẳng mấy oi ả. Thế nhưng đây cũng chính là thời điểm thuận lợi nhất để bà con tại làng nghề bánh tráng trăm tuổi Thuận Hưng tất bật sản xuất. Và có thể thấy là những chiếc bánh tráng to tròn được xếp dàn đều trên các dĩ tre, cũng như là các con đường thì cũng rợp bóng vàng vơi. Nhìn thôi thì cũng đủ cảm nhận được hương xuân đang về tràn ngập các phố phường.